Hứng chịu thất bại ngay trong trận khai màn Toyota V-League 1 2016 trước đương kim vô địch BKMX Bình Dương là một gánh nặng tâm lý không dễ để cởi bỏ. Tuy nhiên, sổ số kiến thức Cần Thơ đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình tại vòng đấu thứ hai khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Sự tỏa sáng của một đôi sát thủ Oceani và vua phá lưới mùa giải trước là Tamwe Batio đã giúp cho đội chủ sân Cần Thơ có được chiến thắng đầy thuyết phục trước đội bóng xứ Nghệ. Trong đó, pha lập công của Oceani được bầu chọn là một trong năm bàn thắng đẹp nhất vòng đấu này. It was my first goal, and I think this will not be the end of the goal because the league just started, so I need to just be scoring more goals. Hiện tại, các cầu thủ đều đang có được phong độ và thể lực tốt nhất. Sự hưng phấn và vui vẻ luôn được thể hiện rất rõ trong các buổi tập. Tại vòng 3, sổ số kiến thức Cần Thơ sẽ phải giải một bài toán rất hóc búa mang tên câu lạc bộ Hải Phòng. Đội chủ sân Lạch Tray đang thể hiện phong độ hủy diệt sau hai vòng đấu đầu tiên. Đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đạt được 6 điểm tối đa, ghi 7 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn thua nào. Qua đó hiên ngang đứng ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Hải Phòng qua 2 trận và người ta một trận thắng sân khách 2-0, một trận thắng sân nhà 5-0 để thể hiện tức là năng lực đầu tiên mà nói tức là năng lực ghi bàn của Hải Phòng rất tốt. Nhưng ngược lại cũng để đánh giá một điều là năng lực phòng ngự của đội Hải Phòng cũng là để rất tốt. Hai trận đều người ta đều 2-0 và 5-0. Đó là một cái điều mà đáng ngại cho tất cả các câu lạc bộ và kể cả sắp tới sổ số kiến thức Cần Thơ chúng tôi ra thì cũng là một cái điều mà khó khăn cho Cần Thơ để cái việc để có thể tiếp cận khung thành Hải Phòng để có thể ghi bàn. Đó là cả một vấn đề rất lớn mà nhất là để Hải Phòng lại được đá trên sân nhà. Thì đấy là một cú trở ngại rất lớn đối với Cần Thơ mà Cần Thơ phải quyết tâm. Trận chiến cuối tuần này trên sân Lạch Tray sẽ là những giây phút khó quên đối với đội khách sổ số kiến thức Cần Thơ khi trong tay câu lạc bộ Hải Phòng đang có tiền đạo Lê Văn Thắng. Ở mùa giải trước, trong màu áo sổ số kiến thức Cần Thơ, chân sút người Thanh Hóa đã ghi được tổng cộng 16 bàn thắng và trở thành chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất Toyota V-League 1 2015. Trong trận đấu với Long An tại vòng 2 mùa giải năm nay, anh đã có được cú đúp đầu tiên cho đội chủ sân Lạch Tray. Hải Phòng tất cả các cầu thủ đều chơi rất nỗ lực, thậm chí cả Lê Văn Thắng mùa trước ở Cần Thơ vừa rồi cậu ta ghi bàn tốt rồi thôi chứ còn gì phải đánh giá nữa. Cả sổ số kiến thức Cần Thơ và Hải Phòng đều đang có được phong độ rất cao với sự tỏa sáng của những chân sút đẳng cấp. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ sổ số kiến thức Cần Thơ và câu lạc bộ Hải Phòng sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 17 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2016 trên kênh VPF Media, kênh YouTube chính thức của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.